Rồi, xin mến chào tất cả các bạn và các anh chị. Hôm nay tiếp theo series video mà đổi wifi nhà hàng xóm á, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một tuyệt chiêu mà có thể quậy banh nóc cái wifi của nhà anh bên cạnh ha. Bây giờ tiếp theo mình cũng đăng nhập vào rồi. Đây là mình đã kết nối được vào cái wifi rồi. Mình cũng vào phần modem, xin lỗi các bạn, mình vào phần trình duyệt internet, mình gõ địa chỉ IP rồi 192.168.1.1. Ở đây mình cũng làm tương tự, nhập name password WD hai a cộng, rồi mình login vào. Thì ở đây các bạn thấy thông số này, đây là đang sử dụng mạng internet được, thông số chỗ này ha đầy đủ đây, cái dòng dòng BBOE, BB4, mấy cái dòng thông số nhiều nè. Thì khi mà mạng các bạn không sử dụng được thì những dòng thông số này thì nó sẽ không hiện lên đâu. Tức là ở đây thì mình cũng đã hướng dẫn qua những video vừa rồi, thì mình hướng dẫn các bạn đổi mật khẩu và wifi rồi. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi một cái tiếp theo, là đổi cái thông số này, là cái cổng để nhận, nói nôm na là cái cổng để nhận tín hiệu internet từ đường truyền ha. Ở đây để mình ghi lại cái này để mình quên. 514010506. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn cho mạng của anh hàng xóm á là không thể nào vào được, thì các bạn đánh đánh giùm mình những cái số lung tung đi. Đây, mình đặt số đây. Thì các bạn apply. Nha. Các bạn đã đánh rồi, các bạn apply giùm mình. Đây nó quá 10 số, xin lỗi các bạn. Mình sao bớt. Đây, mình apply. Thì khi này cái cổng này đã được đổi thành số này nè. Rồi, bây giờ các bạn vào phần device info xem lại cho xem cái mạng mình còn sử dụng được hay không nha. Ở trên này nó mất rồi các bạn. Nó mất cái wifi rồi. Các bạn vào phần này để mình truy cập vào cái wifi xem còn vào được hay không nha. Đó, thì các bạn thấy ha, theo như thông số thì các bạn thấy không có số, những cái thông số này hiển thị lên thì chắc chắn cái modem này đã banh nóc, không thể sử dụng mạng được nữa. Thì chủ nhà không không thể nào sử dụng được nữa, chỉ còn cách là kêu nhân viên kỹ thuật tới thôi. Thì qua những cái video vừa rồi thì mình cũng không khuyến khích các bạn làm, mà có thể gây cho người ta không thể sử dụng mạng được, cái điều đó nó cũng không tốt. Mình chỉ muốn hướng dẫn cho các bạn biết một số thao tác để mà có thể làm nó đơn giản. Và nếu như các bạn đã đổi được cái mật khẩu hay cái thông số này trên wifi nhà hàng xóm, thì các bạn cái hiện tại cái wifi mạng của các bạn cũng có thể bị người khác truy cập vào và phá hoại. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn biết được để mà hiểu được một số thao tác
nó như vậy để cấu hình thành một cái mạng nó sử dụng được. Thì qua những cái bước đó thì xin xin chào tất cả các bạn, thì chúc các bạn, nếu mà các bạn muốn đã cố ý rồi thì chúc các bạn thành công. Ở đây mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn qua vài video để hướng dẫn các bạn đổi mật khẩu wifi, đổi password và đổi cái thông số cổng để nhận tín hiệu internet. Rồi xin mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn những cái video sau. Mình sẽ hướng dẫn một số cái tiện ích để có thể truy cập vào wifi miễn phí đơn giản hơn. Rồi xin mến chào tất cả các bạn ha.